Long Chun bức xúc, phủ nhận phát ngôn lương 10 triệu tháng thì chỉ ăn phân, có sợ quả báo không? Thời gian qua, trên mạng xã hội có một kênh đã đăng tải hình ảnh Long Chun lên kèm câu nói của anh, nói thật thời buổi bây giờ lương 10 triệu tháng thì chỉ có ăn chứ sao sống nổi. Khi đọc được câu nói trên của Long Chun, cư dân mạng vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, ngay phía dưới bài viết, Long Chun đã để lại bình luận phủ nhận câu nói trên là của mình. Anh viết, đùa, mình nói như thế bao giờ và ở đâu đấy hả? Chưa dừng lại ở đó, Long Chun còn làm hẳn một đoạn clip để phủ nhận về việc câu nói trên là của anh. Anh bức xúc nói, thật sự mạng xã hội bây giờ đáng sợ thật đó. Sáng nay khi vừa ngủ dậy thì mình nhận được rất nhiều tin nhắn chửi rủa mình. Cuối cùng mình đi tìm hiểu thì phát hiện ra có một trang áp hình ảnh và phát ngôn của mình như thế này đây. Thật sự trong cuộc đời mình chưa bao giờ nói ra câu nói này hết và mình cũng thắc mắc một điều là tất cả những bạn làm ra những nội dung như vậy thì có sợ bị quả báo thật sự không? Có sợ luật nhân quả không? Họ áp hình ảnh, thông tin của mình lên cùng câu nói không có căn cứ. Mình thật sự không biết câu nói đó từ đâu ra luôn đó mọi người. Và kết quả là những người dùng mạng xã hội lập tức tin theo, nghĩ rằng mình nói và tấn công mình. Bây giờ mình có muốn kiện cũng không biết kiện ai, Long Chun nói. Thật ra, phát ngôn chính xác của Long Chun trước đây không phải như trang mạng trên đăng tải. Cụ thể, khoảng tháng 1 năm 2023, Long Chun từng chia sẻ rằng lương 10 triệu tháng không phải là mức thu nhập lý tưởng đối với anh vì sẽ phải tiết kiệm và tính toán chi li. Ngày xưa em thầm mong một tháng kiếm được 10 triệu, còn giờ lương được 10 triệu thì em khóc thét, không thể sống được. Với thời điểm của em, chục triệu không là cái gì hết. Không phải mình kiếm được nên mình mới nói vậy nha, giờ vật giá leo thang. Còn đương nhiên là mình vẫn sẽ sống được thôi, nhưng mình sẽ phải đong đếm, rồi khổ sở, luồn lách này kia. Đó không phải là cuộc sống mà mình hướng đến. Nếu lương tháng 10 triệu thì nghĩ nhiều lắm, mệt lắm. Ví dụ muốn đi du lịch thì phải nghĩ từ đầu năm đến cuối năm mới được đi. Mình không nói lương cao hay thấp đánh giá được một con người. Mình chỉ nói là ở thời điểm hiện tại, với mức lương 10 triệu đồng thì chúng ta sống phải co ro, cúng rúm, Long Chun từng chia sẻ. Long Chun là một hot TikToker sở hữu hơn 6,7 triệu lượt theo dõi. Với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, anh đã lấn sân vào showbiz, tham gia nhiều game show, phim ảnh, quảng cáo. Gần đây, Long Chun gây chú ý khi lên Shark Tank Việt Nam gọi vốn. Tại đây, anh tiếp tục gây tranh cãi về phát ngôn lên gọi vốn để được chơi với người giàu. Cụ thể, trong chương trình, Long Chun chia sẻ nhà hàng bán món chủ đạo là bún thang, một món ăn truyền thống và đã nuôi sống nhiều thế hệ trong gia đình anh. Đồng thời, Long Chun và chị gái cũng vạch ra một bức tranh tài chính và định hướng phát triển hợp lý với số vốn kêu gọi. Cả hai mong muốn thành lập một chuỗi nhà hàng trong tương lai. Nam TikToker thẳng thắn chia sẻ với các sắc rằng có những ngày thực khách xếp hàng dài từ đường Hai Bà Trưng đến Phan Bội Châu, Hà Nội chỉ để thưởng thức món ăn của Long Chun. Long Chun nói thêm, tôi tự tin làm marketing cho thương hiệu. Bố mẹ tôi thường bảo, nếu con muốn phát triển thì cần chơi với những người giỏi và giàu. Nhưng sự thật là những người giỏi và giàu họ chưa chơi với tôi. Đây chính là một trong những lý do tôi đứng đây để có cơ hội học hỏi hướng đi và các thứ khác. Tôi có 2 tỷ đồng mà không cần kêu gọi từ đâu. Nhưng điều cốt lõi mà tôi cần nhiều hơn đó là sự hỗ trợ, tư vấn, chiến lược từ các Shark. Trước lời kêu gọi vốn của Long Chun và chị gái, Shark Bình thẳng thắn cho biết, trường phái đầu tư của tôi là tìm các start-up rủi ro cao nhưng tiềm năng tăng trưởng lại rất cao. 90% khả năng mất tiền nhưng 10% khả năng sống thì lợi nhuận gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí một số trường hợp gấp cả 100 lần. Tuy nhiên, tôi cũng có danh mục đầu tư theo sở thích. Thích thì mình đầu tư nhưng thích cũng phải ra tiền. Tôi đánh giá startup này có thể ra tiền nhưng lớn được đến đâu, có kêu được thành chuỗi hay không thì cần có chiến lược đầu tư bài bản. Tôi nhìn thấy long mạch ở các bạn, sản phẩm tất nhiên phải tốt, chúng ta cần điều hướng khôn khéo để không bị hiện tượng đến quán thử một lần. Vì vậy, tôi quyết định đầu tư 2 tỷ đồng cho 30% cổ phần. Trong tương lai, công ty phát triển tốt cần thêm vốn để xây dựng nhà máy, nhà xưởng, mở thêm các điểm bán mới. Tôi sẽ cho vay vốn theo lãi suất cổ đông để không phải vấn đề về vốn, có thể tập trung phát triển công việc kinh doanh.